Kế bên Thảo đang là cây Đài Loan, một cây vải miên tùng Đài Loan có mã số là DL18 ha. Rồi, cây này mà bỏ vô hồ cá là rất là đẹp nha, vì nó có rất là nhiều gốc. Tàn ngang của cây được 1m1, chiều cao 80. Chiều rộng của cây, tại vì cái phần ngọn này nó đang trờ ra phía trước ha. Chiều rộng của cây là 1m2. Đó. Và nhìn thấy là thân lượng lắc và ngọn trả về phía trước, đặt vào hồ sẽ rất là đẹp.